Clone cho anh em lại đang sập Hà Nội đây. Dạo này hot hit cái trend cầm 100k ăn sập quá nên tôi bắt trước nè. Thử thách hôm nay của chúng ta sẽ là cầm 100k ăn sập ngõ tự do nha. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với quán tàu phớ. Quán này thì ngay đầu ngõ rẽ vào. Nói chung ở cái khu tôi sống ấy thì tàu phớ bác ngon với rẻ gần như là nhất rồi. Bác bán 5.000 với 10.000 một cốc. Mình ngõ tự do đồ rẻ cực luôn nên là tôi có hẳn cốc 10.000 ăn cho máu. Tàu phớ với sữa đậu ở đây ăn đúng là đã thiệt luôn ấy. Cơm ở đây có cả đỗ đen, anh em nào không thích thì bảo bác bỏ ra là được nha. Mới có mất 10.000 mà hãng có 90.000 thì chúng ta sẽ va vào hàng chè anh đẹp trai với slogan thập cẩm mãi là siêu phẩm nên nhất định phải thẩm rồi. Nói chung quán chè này cũng là signature với anh em kinh tế rồi nên khỏi phải tả nhá. Còn quán chè mẹ nhìn bên cạnh mà đông quá tôi không vô. Rồi luôn, chè cháo một hồi chán bây giờ còn có 75.000. Tất nhiên đã đi vào đây phải phi vào hàng bún chả quen thuộc rồi. Quán này thì có cả chả chấm và chả chan nhưng mà tôi là fan chả chan nên là ăn mê man chứ còn gì nữa. Ôi nước dùng thì nó bình thường mà chả thì ngon vãi anh em ạ. Quán này thì gắn liền với cả 4 năm bún chả của tôi. Thanh toán cho bác thì nhận ra có đúng 50.000 thì phân vân giữa việc ăn nem nướng và ăn takoyaki món mới mà tôi chưa ăn takoyaki ở đầu ngõ bao giờ nên anh em biết tôi chọn gì rồi đấy. Mà nói thật với anh em là lần đầu ăn takoyaki ở đây nên là phải gọi 8 cái ăn thử coi sao. Chứ tôi mà ăn thật tôi gọi 80 cái rồi. Nói chung ở đây thì bình thường được cái bạch tuộc nhiều dai dai giòn đã phết. Thế là tổng cộng 8 miếng takoyaki này là 30.000, 50.000 trừ 30.000 thì còn 20.000. Xong một buổi chiều hốc kẹt bô thì còn đúng 20.000. Thấy thằng cameraman hôm nay đi cùng mình cũng vất vả, xong còn đang kêu đang khát nước. Thế là rẽ vào quán trà tắc quen thuộc, làm mỗi đứa một cốc 10.000 uống cho đã đời đời tươi phơi phới. Trong đầu lên kế hoạch sắp tới sang trường có tiểu màn tàu ăn sập trường nó cho nó sợ chơi. Ăn sập phố 8 tháng 3 chỉ với 100.000 đồng. Ui giời, tưởng gì. Đầu tiên tất nhiên sẽ là khai vị một cái món nộm 76 rồi. Ở đây đồ thì siêu rẻ luôn. Một bát nộm bò có giá chỉ 10.000, bánh bột lọc thì 2.000 một chiếc. Nói chung bánh bột lọc với nộm bò ở đây thì ngon nổi tiếng rồi nên không cần phải bàn nữa. Ăn hai bát đã đời mà có 20.000. Có khi rẻ nhất Hà Nội. Còn 80.000 thì chúng ta sẽ nhảy sang hàng thì xiên nướng mẹt ở số 97. Quán này thì là một trong những cái hàng xiên nướng mà tôi thích nhất luôn anh em ạ. Cái hương vị của nó tôi đảm bảo anh em ăn một lần là nhớ mãi luôn đấy. Đây tôi quay xung quanh cho anh em xem này để còn dễ tìm nhá. Thì xiên 7.000 một cái tôi gọi luôn 5 cái. Thịt ở đây mỡ nạc vừa phải, ăn mềm dã man luôn đấy. Nói chung là ngon, vẫn on kéo dài. Thanh toán 35.000 là còn 45.000. Tiếp đến là chúng ta sẽ chiến tiếp cái món quẩy nóng nha. Ở đây gọi 10.000 thôi có 10 chiếc quẩy ăn đã đời rồi. Quẩy thì vừa nóng vừa mềm vừa bùi mà lại còn vừa rẻ nữa chứ. Quẩy chấm nước chấm ăn người ta nói nó phê luôn anh em ạ. Đặc biệt là vừa ăn vừa ngắm chiều tà, lòng tôi lại cứ lưng lưng khó tả. Định làm bài thơ mà nhớ ra phải trả tiền nên thôi đứng dậy trả tiền rồi đi chén tiếp thôi. Trở lại với công việc chuyên môn. Còn 35.000 thì tất nhiên là vào bữa chính là bát mì vần thắn rồi. Quán này thì ở số 107 nha anh em. Anh em nhìn này, từng đây mì với trứng với topping mà giá có 25.000 thì cũng là hợp lý quá đấy chứ lại ăn thì hương vị cũng không đến nỗi nào. Nói chung là xứng đáng cho bữa chính ngày hôm nay. Thanh toán sau 25.000 mà còn thừa 10.000 lận. Thế định đi về rồi mà lại thấy cái hàng bánh rán có 7.000. Mua được hẳn 10 chiếc ấy lại phải ăn thôi. Cái bánh này nhìn bên ngoài đen đen thế mà không phải là cháy đâu nha anh em nhá. Thực ra là trông như thế đấy, còn bên trong thì có đỗ xanh, cũng khá là hợp lý để làm món tráng miệng. Ăn xong một cốc trà đá 3.000 đi về thế là ok rồi. Nói chung ăn uống gì thì ăn uống anh em cũng phải nhớ tập thể dục nhá thì nó mới khỏe và người mới đẹp được. Đẹp như tôi đây này. Xin chào 500 anh em Mộ Lao Hà Đông nhá. Hôm nay anh em cùng tôi cầm 100k đi ăn sập phố Ao Sen nha. Đến cái phố này thì món đầu tiên tôi nghĩ đến tất nhiên chính là cái bát bò xào đấy. Ú rồi. Ở đây có hai hàng là số 1 và số 2. Hai hàng này tôi nghe nói là khá nhiều drama với nhau nhưng mà thôi hôm nay tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện đấy và tôi sẽ ăn hàng tôi hay ăn. Nói chung là 60.000 được bát bánh mì bò đấy ừ này thì cũng đã đấy chứ. Hương vị thì rất là hợp miệng tôi luôn ấy. Bánh mì với bò đẫm cơ phải gọi là đã. Còn là người ta đồn ấy có vụ trộn bò với lợn ở đây thì tôi không biết là có phải đúng hay không. Cũng có thể lắm chứ, một bát bò này là rẻ mà. Nhưng mà tôi thấy ngon thì tôi giới thiệu cho anh em thôi. Thành ra xong một phát hết luôn 60.000. Còn mỗi 40.000 đây này. Tôi không để anh em đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với món thứ hai đó chính là tàu phớ Ao Sen Hương Nhài siêu cấp VIP Pro đỉnh của chóp. Quán thì ở ngay ngõ 1 Ao Sen. Bát của tôi có caramel lên 15.000 nhá. Bình thường là 6 đến 10.000 thôi. Nói chung đây là một trong những cái hàng tàu phớ mà tôi thích nhất bởi vì ăn vừa ngọt lại còn vừa thơm đấy. Tính tiền xong mà chỉ còn có 25.000 thì bể khá khá là kế hoạch ấy. Thế mà xem lại list đồ ăn thì còn đúng quán bún cá mà người ta khen ngon nức nở nên cứ phải tấp vào luôn. Ơ mà nhìn vắng vãi, sao là đúng địa chỉ mà nhở. Nên là tôi cứ đánh liều gọi một bát bún cá đậu ra thì thấy cũng khá là nhiều cá. Đặc biệt đây có cái món măng cay ăn cứ phải gọi là suýt xoa. Công tâm mà nói tôi thấy cá ở đây khá là ok đấy, không có bị tanh mà ăn cứ bùi bùi thơm thơm. Nước dùng cũng thanh mà không quá ngọt. Tuy nhiên thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Xong đang đi lấy giỏ cốc nước thì bạn cameraman ăn vụng bún của tôi xong còn ra vẻ cô te nữa chứ. Trừ lương giờ. Thanh toán xong 25.000 thì cũng ấm bụng đi về. Hẹn gặp lại anh em vào một buổi khác và nhớ follow tôi để cùng đi ăn sập cả Hà Nội nha.